Hello anh em, đã quay trở lại với Real Talk. Ok, sau số mình xếp hạng những em VGA đầu tiên á thì rất nhiều anh em ủng hộ đúng không? Và đương nhiên là video này chúng ta sẽ cùng vắt sữa xếp hạng tiếp. Nội dung video ngày hôm nay như tôi để video nó đã nói lên tất cả rồi. Mình sẽ xếp hạng để chính là những hãng laptop gaming. Đó. Với hãng laptop gaming chúng ta sẽ có rất là nhiều hãng khác nhau và mỗi hãng chúng ta sẽ có nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Thì mình sẽ lôi đầu từng dòng sản phẩm một ra và mình sẽ xếp hạng cho anh em luôn nhá. Và đương nhiên mình cũng sẽ tiếp thu một số ý kiến của anh em ở trong video trước. Đấy chính là thực ra thì video trước mình làm nó kiểu nó khá là vui vẻ thôi. Mình cũng chả xếp hạng đấy chính là tier A, B, C, D, E, F gì cả. Thì ok, video này á thì mình sẽ thay đổi nó lại một tí. Chúng ta sẽ cùng xếp hạng với tier S, A, B, C, D nhá. Với tier S chúng ta sẽ có một dòng laptop mà kiểu nó siêu cấp ngon luôn đó anh em. Còn tier A thì nó sẽ là dòng laptop mà anh em nên chọn trong phân khúc giá đấy. Và tier B thì nó cũng sẽ là những dòng laptop mà nó ổn nhưng mà mình sẽ bị phân vân với cả những con laptop mà nó cùng tầm tiền hay là của những hãng khác anh em. Còn tier C á thì mình sẽ gọi là kiểu sự lựa chọn cuối cùng, có nghĩa là mình sẽ phải lựa chọn nó chứ mình không còn sự lựa chọn nào khác. Và tier D á thì mình sẽ là dòng laptop mà mình sẽ không bao giờ chọn. Và đương nhiên với những cái sự sắp xếp tier này thì nó sẽ phụ thuộc vào ý kiến cá nhân và cũng như là trải nghiệm cá nhân của mình là chính. Thì mỗi người sẽ có một cách sắp xếp tier khác nhau, anh em cứ comment ý kiến của anh em như nào ngay phía bên dưới để chúng ta cùng thảo luận chứ đúng không. Và anh em chờ mình tí nhá. Hãng đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng đến ở đây đấy chính là Asus nhé. Thực ra thì Asus sẽ có nhiều dòng laptop gaming khác nhau. Asus Tube, rồi là Asus ROG Strix, ROG Scar, rồi là ROG Zephyrus, rồi là nhiều dòng lắm. Thành ra là đầu tiên chúng ta sẽ đến với cả Asus Tube trước đi. Asus Tube, một dòng laptop kiểu nó khá là quốc dân và nó cũng rất là phổ thông ở trong nhiều anh em học sinh sinh viên đúng không? Với Asus Tube chúng ta có gì? Chúng ta có một cái build quality của phần vỏ khá là tốt. Đối với cá nhân mình đánh giá thì Tube là một trong những con có build quality phần vỏ nó tốt trong phân khúc luôn á. Bởi vì trước đây mình cũng đã từng mua một con Tube rồi nếu anh em theo dõi video của mình từ lâu. Nhưng mà cái build quality ở bên trong của nó thì nó cũng ở mức gọi là cơ bản thôi, nó không được xịn sò lắm. Ở bên trong mình đánh giá túp nó cũng bình thường. Và thường ấy, những con túp nó có một cái phần cứng rất là tốt, nhưng mà lại đi kèm với cái phần cứng siêu tốt của mấy con túp đấy. Đấy chính là một cái hệ thống tản nhiệt thì nó không tốt một chút nào cả. Bởi vì trước đây mình cũng đã từng dùng túp rồi và mình cũng đã đánh giá rất nhiều con túp rồi. Thì hệ thống tản nhiệt của nó nằm ở mức cơ bản mà thôi. Đó. Ngoài ra thì với những con túp thì màn hình của nó mình đánh giá nó là một điểm trừ. Bởi vì thường màn hình của những con túp nó khá là xấu. Nó chỉ bao phủ được đâu đó vào khoảng là 60-mấy% giải màu sRGB. Đó thì nó không được đẹp lắm. Nói chung á, Tube nó sẽ là một cái dòng laptop kiểu nó khá là xôi thịt và nó nặng về cái giá trị về mặt hiệu năng mà anh em mua được dành cho anh em học sinh sinh viên hơn. Nó là một con laptop ngon rẻ, nhưng mà nếu mà nó bổ hay không á thì mình thấy là nó cũng không bổ lắm. Và nếu mà để mình set tier dành cho Asus Tube á thì mình sẽ set nó vào tier B. Có nghĩa là rõ ràng là nó có nên mua không thì là không, nhưng mà trong cùng một cái phân khúc giá hay là so với cả những thương hiệu khác thì chúng ta vẫn sẽ phân vân với cả những con như kiểu Acer Nitro chẳng hạn đó, hay là với Lenovo chúng ta có kiểu IdeaPad Gaming chẳng hạn, là mình sẽ bị phân vân với cả những dòng khác đúng không? Chắc là anh em cũng phân vân giống mình. Dòng laptop thứ hai của Asus mình sẽ gồm một, đấy chính là Asus ROG Strix và ROG Scar luôn nhá anh em. Đối với cá nhân mình á, Asus ROG nó là một phiên bản hoàn thiện hơn rất là nhiều của Asus Tube. Và mình phải chia sẻ thực sự với cả anh em, đấy chính là mình là một trong những người rất thích dòng ROG của laptop gaming Asus. Với dòng ROG nhá, nó có một cái thiết kế nó rất là cân bằng. Nó cân bằng ở đây có nghĩa là sao? Nó vừa có một cái thiết kế đủ chất gaming và nó cũng nhìn nó cũng đủ gọi là kiểu đơn giản đấy anh em. Nó cân bằng được cái giữa cái điểm cân bằng đấy. Và khi mà mình dùng một con laptop ROG á thì mình sẽ không bị nổi bật quá, mà kiểu như sao nhỉ, mình cũng chỉ biết miêu tả nó bằng chữ cân bằng về mặt thiết kế thôi. Anh em biết dùng từ nào hay hơn thì anh em có thể comment phía bên dưới nhá. Ngoài ra với Asus ROG á, chúng ta có một cái hệ thống tản nhiệt rất là tốt. Nó cấp được cho rất nhiều điện dành cho CPU hay là GPU. Ngoài ra với những dòng laptop Asus ROG á thì Asus có một cái đội ngũ R&D não khá là to. Nó cho chúng ta rất nhiều tính năng thông minh ở bên trong, như kiểu là đối với dòng Asus ROG anh em có dòng Z13, X13, rồi là ở trên những dòng laptop thì có thêm màn hình LED rồi là các thứ. Ấy, nó rất là nhiều tính năng hay ho ở bên trên đấy. Nhưng mà đám Asus thì nó bị đổi lại một cái ở đây, đấy chính là
cái giá của nó thì siêu cấp đắt. Ừ, kiểu giá của mấy con ROG thì nó sẽ bị như kiểu mình thấy mặt bằng chung thì giá của dòng ROG nó sẽ đắt hơn là những con laptop gaming mà kiểu nó được định vị cùng phân khúc với nhau các thứ. Đấy, nhưng mà nếu mà để xét tier á thì mình sẽ xếp nó là tier A, bởi vì là mình vẫn thấy nó ngon và nó nên chọn anh em. Nếu trường hợp là anh em nhiều tiền thì mình nghĩ là nó là một trong những dòng laptop mà anh em nên chọn. Dòng laptop thứ ba nó cũng sẽ là của Asus, nhưng mà mình sẽ xếp nó vào một dòng riêng, đấy chính là dòng Asus ROG Zephyrus. ROG Zephyrus nó là dòng laptop gaming cao cấp nhất của Asus rồi, và mình sẽ vào thẳng vấn đề luôn, mình sẽ xếp nó là S tier. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản nhá, khi anh em chọn một con Zephyrus, anh em có tất cả những tinh túy, tính năng thông minh, tất cả mọi thứ, bơm nhiều điện, tản nhiệt ngon, mỏng nhẹ, màn hình to, màn hình đẹp, tần số quét cao, màn hình mini LED, cái quái gì nó cũng có cả, chỉ có là nó đắt tiền và anh em không có tiền mua thôi. Nhưng mà nếu mà để nó gọi là nó có ngon không á thì mình nó phải nói thật với các anh em là nó siêu cấp ngon. Mà cái dòng Zephyrus mà mình thích nhất đấy chính là dòng G14 đấy. G14 anh em vừa có một con laptop nhiều công nghệ, mỏng nhẹ, nhỏ, rồi mạnh, mát, ui thích lại, S tier nhá. Hãng laptop thứ hai mà chúng ta sẽ mang đến ở đây đấy chính là MSI. MSI sẽ là một thương hiệu mà nó lớn chả thua kém gì so với cả Asus cả. Mà thậm chí đấy chính là trước đây nó còn lớn hơn Asus rất rất là nhiều luôn á. Bởi vì MSI là một trong những hãng đầu tiên mang laptop gaming đến với cả thị trường Việt Nam. Đấy, và dòng laptop gaming chúng ta sẽ đi từ rẻ đắt nhá. Đấy chính là dòng laptop đầu tiên của MSI mình sẽ đến với cả anh em ở đây, đấy chính là dòng GF. GF thì nó sẽ có một cái đặc sản cho anh em luôn, đấy chính là anh em sẽ có một cái phần cứng rất là cao, phần cứng cực kỳ cao đối với cả dòng GF luôn. Cộng với đó là thường dòng GF nó cũng sẽ khá là mỏng nhẹ so với cả những cái laptop gaming khác. Nhưng mà đổi lại ở đây đấy chính là dòng GF này thì hệ thống tản nhiệt của nó bị cắt giảm đi khá là nhiều. Ngoài ra những cái tính năng thông minh ở bên trên laptop nó cũng không có nhiều nốt. Rồi ngoài ra một cái nữa, thực ra cái này nó đã là đi vào kỷ niệm rồi, đấy chính là bản lề của dòng GF thì nó không được bền bỉ theo thời gian lắm. Thực ra thì với những dòng GF mới thì MSI đã fix nó rồi. Nhưng mà đối với cá nhân mình á, là cái màn hình của dòng GF nó cũng không đẹp, rồi là tản nhiệt của nó thì khá là tệ trong mắt của mình. Nói chung ấy thì MSI sản xuất ra rất nhiều laptop ngon, đặc biệt ở đây chúng ta có một con GE cực kỳ ngon đang nằm ở trên bàn của mình đây. Nhưng mà GF nó sẽ là dòng laptop mà mình không bao giờ mua. Bởi vì khi mà mình đã chọn một con laptop gaming á, thì mình luôn muốn đấy chính là hệ thống tản nhiệt của nó phải tốt so với cái cấu hình của nó. Nhưng mà cấu hình của GF lại quá cao so với cái tản nhiệt của con GF, thì thực sự là mình không thích lắm. Đấy, thế nên là mình sẽ xếp nó là hạng D nhớ. Dòng laptop gaming cao cấp hơn của GF đấy chính là GP. Thì dòng GP của MSI nó ghi điểm ở trong mắt của mình ở một điểm, đấy chính là thiết kế của nó cực kỳ trung tính. Thiết kế kiểu nhìn man vãi chưởng anh em. Nhìn kiểu hầm hố, không, nó cũng không hầm hố lắm, nhưng mà nhìn nó kiểu nó cao to đen hôi đổ hôi dầu. Anh em sẽ có một cái thiết kế mà kiểu thôi, nói chung ông nào mà kiểu manly thì quất con đấy là kiểu chuẩn bài thôi. Thực ra thiết kế trước đây của GP thì nó sẽ không quá là đẹp, nhưng mà thiết kế gần đây của GP thì ôi dồi, đỉnh cao luôn. Mà giá thì cũng không hề thấp. Nhưng mà đối với mình dòng GP thì mình sẽ xếp nó vào đấy chính là tier B. Bởi vì sao? Bởi vì là như mình thấy đấy chính là hiện tại với dòng GP mình không có nhiều sự lựa chọn về mặt kích thước màn hình nhỏ. Hầu như là mình sẽ có kích thước màn hình 16, 17 inch, kích thước nó khá là lớn. Ngoài ra đấy chính là giá của GP bây giờ nó cũng đang định vị khá là cao á. Thành ra là khi mà mình chọn GP chắc chắn là mình sẽ bị phân vân so với cả những cái dòng laptop khác. Rất phân vân luôn á. Đó, thế nên là nó chỉ B thôi. Dòng laptop tiếp theo của MSI và nó cũng là em này luôn, đấy chính là dòng GE nhá anh em. Đối với cá nhân mình á, đương nhiên GE nó là một dòng laptop kiểu nó khá là cao cấp của MSI rồi, nó chỉ thua con GT nữa thôi. GT thì quá đỉnh rồi, nhưng mà GE thì nó chỉ thua GT nữa thôi. Và đây, nó là GE. Và đối với cá nhân mình á, GE nó là A tier. Bởi vì sao? Bởi vì với GE anh em mang trong mình gần như tất cả các công nghệ thông minh mà MSI đang có, trên GE đều có hết. Thiết kế của GE nó cũng đẹp, rồi hiệu năng cao, tản nhiệt tốt, build quality
tốt luôn. Nói chung ấy là GE nó là một cái dòng nó chỉ cắt giảm hơn đôi chút so với dòng GT thôi. Thành ra ấy, GE nó có rất nhiều là tinh hoa của MSI ở bên trên đấy. Và nếu mà xét giá trị trên đồng tiền của anh em bỏ ra thì mình đánh giá GE của MSI cực kỳ cao luôn. Đó, thế nên nó là A tier. Nếu mà anh em có tiền thì đây là một dòng laptop mà anh em nên chọn. Nhiều con này 3070 rồi là i7 rồi màn hình 360Hz mà màu vẫn đẹp các thứ luôn. Tản nhiệt thì tốt. Tại sao lại không chọn, đúng không? Và dòng laptop cao cấp nhất của MSI đấy chính là GT. Thực ra ấy, Asus có Zephyrus là dòng cao nhất, đúng không? Còn MSI có dòng GT là cao nhất, đúng không? Nhưng mà mình sẽ không đánh giá cao GT của MSI. Bởi vì sao? Bởi vì là cái dòng GT này nếu mà xét về ngon á thì nó rất là ngon. Nhưng mà nó lại kiểu sao nhỉ? Nó bị to quá, nó bị nặng quá. Nếu mà xét về tính thực dụng và nếu mà xét về cái chữ laptop, thiết bị di động á, thì nó lại không thể hiện được cái chữ này cao. Đó. Nó mạnh không? Có. Mát không? Mát. Nhiều tính năng không? Nhiều tính năng. Nhưng mà để xách một con laptop mà kiểu cồng kềnh như là dòng GT để đi lại, để di chuyển, để chơi game chỗ này, chơi game chỗ kia, thì mình nhận thấy đấy chính là để nó gọi là siêu cấp ngon thì mình sẽ không đánh giá nó là siêu cấp ngon. Thế nên mình sẽ xếp GT nó cũng ngang với cả GE luôn. Đó chính là A tier. Nó nhiều tiền thì nên chọn, nhưng mà siêu cấp ngon thì là chưa. Và dòng laptop gaming cuối cùng của MSI chúng ta sẽ có ở đây, đấy chính là dòng GS. Anh em từ xưa đến nay anh em cũng biết rồi, đúng không? GS sẽ là dòng laptop gaming mà kiểu mỏng nhẹ của MSI. Nhưng mà thực tế đấy chính là nếu mà xét tất cả những con laptop mỏng nhẹ của tất cả các hãng với nhau ấy, thì mình không đánh giá cao cái dòng GS của MSI lắm. Thực ra ấy, tản nhiệt GS ngon không? Ngon. Hiệu năng GS tốt không? Tốt. Nhiều tính năng và công nghệ các thứ về trên không? Có. Nhưng mà cái build quality của GS mình không đánh giá cao bằng những hãng kia, như kiểu là Razer Blade hay là những con Alienware mỏng nhẹ hay là các thứ. Cái build quality của nó quá tốt, và khi mà mình cầm con GS ở trên tay mình cảm giác là nó thua thiệt hẳn so với cả những con đấy. Thành ra là nếu mà để mình xếp hạng dòng GS của MSI, mình sẽ xếp hạng nó là B tier. Bởi vì khi mà mình cầm con GS ở trên tay mình rất là phân vân, và chắc là mình sẽ chọn những dòng laptop khác chứ mình sẽ không chọn GS trong cùng tầm tiền đấy. Hãng laptop thứ ba mà chúng ta sẽ cùng bàn đến ở đây đấy chính là Acer. Acer sẽ không thể nào mà không nhắc đến, đấy chính là Acer Nitro, một dòng laptop quốc dân huyền thoại. Rất nhiều anh em học sinh sinh viên sử dụng. Thực ra trước đây ấy, thì Acer nó không được hoàn thiện lắm. Build quality của nó cũng bình thường, màn hình nó khá là tệ, nhưng mà được cái tản nhiệt với cả hiệu năng cao. Nhưng mà bây giờ á, đối với cả cá nhân mình á, nếu ở trong phân khúc phổ thông đấy, tầm tầm ngang tiền với con Nitro và con Tube các thứ, thì Acer Nitro là một trong những con laptop gaming mà anh em nên chọn nhất. Nó phải là A tier đó. Nó là một trong những dòng laptop gaming phổ thông mà anh em nên chọn. Nó có một cái màn hình vừa đủ tốt. Nó không phải là tốt hẳn, nó là vừa đủ tốt. Nó đủ tốt hơn so với cả những con laptop gaming ở trong cái cùng tầm tiền đấy. Nó có một cái tản nhiệt ngon. Cấu hình thì cũng như là những con laptop kia thôi, nhưng mà còn nó có một cái tản nhiệt ngon. Build quality của nó thì được cải thiện dần theo thời gian rất rất là nhiều. Rồi còn gì đâu. Mình cơ bản là mình chỉ cần như thế thôi. Với một con laptop gaming phổ thông là nó đã là A tier rồi. Đương nhiên là mình đã có một số video đánh giá Acer Nitro 5 rồi, anh em hoàn toàn có thể tìm lại mà xem, đúng không? Acer Nitro series bây giờ nó đổi thành nhiều loại Nitro lắm. Dòng laptop gaming cao cấp hơn của Acer đấy chính là dòng Predator. Nhưng mà thực sự với cả anh em ấy, đấy chính là để mình xếp hạng Acer Predator so với cả những hãng khác có cao không ấy, thì mình sẽ xếp nó vào B tier. Bởi vì sao? Bởi vì là với Acer Predator có thể là Acer sẽ có một cộng đồng fan rất là lớn. Nhưng mà để gọi là mình xét là nó có điểm gì thực sự mạnh hơn hay là có một điểm gì thực sự nổi bật hơn so với cả Asus hay là MSI hay là so với những hãng khác, thì mình nhận thấy đấy chính là dòng Predator nó làm tròn vai thôi. Nó để gọi là nổi bật hẳn thì mình thấy đấy chính là dòng Predator nó chưa nổi bật hẳn so với cả những hãng kia, thành ra là mình sẽ xếp nó ở B tier.
Nãy giờ gần được chục dòng laptop rồi nhưng mà mới được có 3 hãng thôi anh em. Hãng thứ tư chúng ta sẽ cùng đến ở đây, đấy chính là Lenovo. Với Lenovo Gaming ở thị trường Việt Nam, phân phối chính hãng nhá, không tính mấy con sách tay đâu nhá, thì chúng ta sẽ có đấy là dòng IdeaPad Gaming và dòng Legion. Với dòng IdeaPad Gaming trước đi, thực ra đối với cá nhân mình, dòng IdeaPad Gaming nó là một con laptop có giá khá là hợp lý, nó rất là rẻ và dưới 20 triệu anh em cũng có khá là nhiều sự lựa chọn về mặt laptop gaming khác nhau. Nhưng mà nó lại có một cái build quality không thực sự tốt, màn hình xấu, xấu như mấy con túp luôn đó, rồi là tản nhiệt của nó cũng ở mức trung bình khá thôi, bởi vì thường những con mà dưới 20 triệu thì cấu hình nó không cao, mà tản nhiệt của nó ở mức trung bình khá thì mình nhận thấy đấy chính là nó sẽ cao hơn con GF một tí, nó sẽ nằm ở đâu đó vào khoảng là tier C, có nghĩa là nếu mà đấy là sự lựa chọn duy nhất của mình trong tầm giá đấy thì mình sẽ phải chọn và mình sẽ cố gắng để lựa chọn nó. Nhưng mà nếu chỉ cần xuất hiện một cái tên khác lộ diện trong đầu của mình thôi mà ở trong cái tầm tiền đấy luôn, mình sẽ chọn cái sự lựa chọn khác đấy. Thương hiệu gaming tiếp theo của Lenovo chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào mà không nói đến Lenovo Legion. Đấy, Lenovo Legion thì S-tier siêu cấp ngon luôn anh em. Bởi vì sao? Bởi vì ngay trong cái tầm giá của Lenovo Legion, anh em có quá nhiều thứ, anh em có được quá nhiều thứ trong cái phân khúc đấy. Anh em có một cái màn hình đẹp. Cái thời điểm mà khoảng 1-2 năm trước, màn hình laptop gaming kiểu Full HD rồi là độ phân giải, tần số quét cao, thì Lenovo Legion đã có màn hình 2K rồi. Đó. Và dần dần sau này màn hình của Legion thực sự rất đẹp. Build quality thì sao? Tốt. Nếu mà xét cùng tầm giá đấy thì Legion nó có một cái build quality cực kỳ ngon và nó hoàn toàn có thể so sánh được với cả Asus ROG hay là các thứ gì được, các thứ các kiểu luôn. Đó, mà thiết kế của nó cũng đẹp nhá. Thiết kế của nó cũng kiểu rất là balance, kiểu nó không bị gaming quá mà nó cũng không bị đơn giản quá. Tản nhiệt thì ngon, hiệu năng thì tốt, tính năng các thứ thông minh ở bên trong phần mềm các thứ thì nhiều, bàn phím ngon, touchpad cũng ngon, cổng kết nối thì sắp xếp thông minh, có nghĩa là đối với cả một số laptop gaming á, nó sắp xếp hết sang hai bên, nó khá là đần đúng không? Nhưng mà Legion á, nó có một cái phần cổng kết nối đằng sau, đấy, cực kỳ mướt, cực kỳ ngon luôn. Thành ra nó là siêu cấp ngon, nó là S-tier Legion, ngon vãi. Nhưng mà bây giờ Legion có thêm mấy con kiểu sách tay, nó lại còn ngon hơn nữa, nó còn đáng chọn hơn nữa. Thương hiệu laptop gaming tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến ở đây, đấy chính là Dell. Với Dell chúng ta sẽ có dòng Dell G Gaming và cũng như đấy chính là Alienware. Nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ đến với cả Dell G Gaming trước đi. Với Dell G Gaming á, thực ra thì mình không đánh giá cao dòng này lắm. Mình sẽ xếp nó luôn vào đấy chính là tier C. Không còn sự lựa chọn nào nữa thì mình sẽ chọn nó. Bởi vì thực sự nhá, nó chả có một cái điểm gì nổi trội ở trong phân khúc giá so với cả đối thủ cả. Cấu hình thì bình thường so với giá, tản nhiệt cũng bình thường so với giá, màn hình thì cũng không đẹp, được cái nó có một cái thương hiệu Dell, thành ra là C. Không nói gì nhiều nữa, C, chắc chắn là C. Với Dell G Gaming á, thì mình không đánh giá cao, nhưng mà Dell có Alienware, mà Alienware thì có nghĩa là nó phải xếp vào S-tier. Đương nhiên là nó đắt. Alienware chưa bao giờ là rẻ, nhưng mà Alienware á, tất cả mọi thứ ở trên Alienware nó đều làm rất ngon nhá. Nó làm ngon từ xưa đến nay luôn. Đấy, cấu hình cao, tản nhiệt tốt, build quality thì đỉnh. Đỉnh luôn chứ không phải là tốt đâu. Nếu mà xét về mặt tính năng thông minh ở trên Dell Alienware thì nó không nhiều như là những hãng kiểu là Asus, MSI hay là Lenovo các thứ đâu. Nếu mà anh em kiểu muốn ngập tràn trong công nghệ, Alienware sẽ không làm được cho anh em phê ở cái điểm đấy. Nhưng mà tất cả những điểm mà anh em cần ở trên một chiếc laptop gaming, Alienware đều có thể làm tốt. Đấy, Alienware có những dòng laptop gaming nó đủ mỏng nhẹ để anh em cảm thấy phê với nó. Alienware có những dòng laptop gaming hầm hố để anh em, và anh em sẽ đủ phê với cả cái sự hầm hố đấy đến từ Dell Alienware. Mà chưa kể cái LED RGB ở trên Dell Alienware hơi bị đẹp nhá. Nó đẹp từ ngày xưa rồi chứ không phải đến bây giờ nó mới đẹp đâu. Đó, mà thiết kế á, chi mừng vãi. Đấy, S-tier, ngon vãi, có tiền là chắc chắn mình sẽ mua. Hãng laptop tiếp theo sẽ là một lính mới ở trong thị trường laptop gaming, đấy chính là Gigabyte. Thực ra Gigabyte vào Việt Nam cũng được mấy năm rồi nhưng mà
đối với cả những dòng laptop gaming của MSI thì mình nhận thấy đấy chính là nó chưa có nhiều nổi bật so với cả những hãng laptop gaming khác. Dell thì có hai dòng gaming, đấy chính là dòng G với cả là dòng Aorus. Với dòng G á thì là nó chả có gì nổi bật luôn. Thực sự với cả anh em nó là như thế. Thậm chí là những con G gaming đời đầu á, nó còn có là cả pin trời các thứ luôn, nhưng mà được cái là cấu hình cao. Còn với những dòng G gaming mới của Gigabyte ấy, thì mình nhận thấy đấy chính là cấu hình nó cũng cao, nhưng mà giới hạn điện năng của nó ở mức sớm quá, có nghĩa là nó giới hạn điện năng ít quá, là thành ra là cái cấu hình của nó không bung được nhiều cái sức mạnh. Cộng thêm đó nữa thì chính là tản nhiệt của nó ở mức bình thường. Nếu mà cấu hình cao nó bung nhiều điện thì chúng ta có thể dễ dàng đánh giá là cái tản nhiệt hơn, nhưng mà đây nó giới hạn điện khá là sớm, thành ra là mình cũng khó để đánh giá là cái tản nhiệt ở trên những con Dell Gigabyte G Gaming. Thành ra là mình cũng sẽ xếp hạng nó ở mức là C tier. Nếu mà không còn sự lựa chọn nào khác thì mình sẽ chọn Gigabyte G. Dòng laptop gaming tiếp theo của Gigabyte đấy chính là Gigabyte Aorus. Aorus nghe là thấy nó là dòng gaming cao cấp của Gigabyte rồi đúng không? Nhưng mà mình cũng sẽ phải chia sẻ thực sự với cả anh em, đấy chính là con Gigabyte Aorus nó cũng giống như là Acer Predator. Nó ngon không? Có, nó là dòng cao cấp mà. Đấy, rồi là những cái tính năng ở bên trên nó có nhiều không? Có, nó là dòng cao cấp mà, nhưng mà để nó nổi bật so với cả Asus hay là MSI hay không thì là không, mình nói thẳng là không luôn. Đó, những cái tính năng ở bên trên nó cũng chỉ đáp ứng ở một cái chữ được gọi là tròn vai thôi. Thành ra mình sẽ xếp nó ở mức đấy chính là B tier. Đấy, mình sẽ bị phân vân với cả những con Asus ROG Strix hay là MSI GE các thứ rất là nhiều. Thì ý kiến anh em như nào? Nhớ comment nhé. Mình thấy Aorus chưa mạnh lắm ở thị trường Việt Nam. Ở thị trường nước ngoài như nào thì không biết, nhưng mà ở Việt Nam thì nó sẽ là B tier thôi. Laptop gaming cuối cùng mà mình sẽ mang đến cho anh em ở trong video này đấy chính là HP. Thực ra thì đoạn này mình sẽ muốn gộp cả hai thương hiệu gaming của HP vào một tier, đấy chính là dòng HP Victus và cũng như là dòng HP Omen. Cả hai con này nó sẽ cùng đều đấy chính là tier B hết. Có nghĩa là trong cùng phân khúc giá đấy, đối với cả cùng một cái phân khúc sản phẩm đấy, mình sẽ bị phân vân rất nhiều so với cả những con laptop khác. Với dòng cụ thể hơn một chút đi, với dòng HP Victus thì sao? HP Victus nếu mà thời điểm vào khoảng tầm vài năm trước, mình sẽ chọn nó luôn mà mình sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều, bởi vì nó là một trong số ít những con laptop gaming có kích thước ấy chính là 16 inch và độ và cái tỷ lệ màn hình của nó là 16:10. Nó có cái key rất tốt để dành cho những anh em mà kiểu mua laptop về để làm việc và kết hợp với đó là chơi game luôn á. Nó rất là ngon, cái tỷ lệ đấy thực sự là cái tỷ lệ rất là tối ưu để cho làm việc. Thì hồi đấy nó còn có một cái key và mình sẽ không vân vân lắm. Nhưng mà bây giờ á, thì Victus ngoài cái chữ HP ra, có nghĩa là một cái độ nặng về mặt thương hiệu ra, thì mình thấy là nó cũng chả có gì khác biệt nhiều so với cả những con như là Acer Nitro hay là Asus Tube các thứ cả. Và nếu mà so sánh với Acer Nitro thì chắc chắn là mình sẽ chọn Acer Nitro rồi, bởi vì nó là A tier. Đấy, còn HP Omen thì sao? HP Omen là một thương hiệu gaming cao cấp của HP, nhưng mà nó cũng giống như là con Gigabyte Aorus, là nó làm tròn vai thôi. Còn nếu mà để gọi là có nhiều công nghệ nổi bật hay là có một cái key gì đấy để mọi người cầm ra để so sánh với những cái laptop khác, thì mình thấy là những hãng như Asus và MSI nó vẫn đang làm tốt hơn ở trong cái mảng này. Dù sao thì Asus và MSI họ đã có quá nhiều kinh nghiệm để sản xuất laptop gaming rồi. Họ sản xuất laptop từ ngày xưa rồi, và cũng như đấy chính là họ có quá nhiều phân khúc laptop gaming khác nhau. Thành ra là họ biết là người dùng cần cái gì và họ sẽ biết cách để làm marketing, và người dùng sẽ cảm giác khoái với cả những thứ mà người ta nghĩ ra đấy. Và hãng laptop gaming cuối cùng và cũng sẽ là hãng laptop gaming mà mình sẽ đánh giá đấy chính là hạng cao nhất với cả anh em, nó trên cả S luôn, đây chính là SSR. Đấy, với hãng laptop gaming nào mà được xếp vào tận đấy chính là SSR anh em, đấy chính là Apple. Apple là số 1.